người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Hàng quán cà phê và hào khí dân tộc Hungary. Cà phê và hàng quán cà phê tại Hungary tồn tại như một định chế lâu đời, có mối liên hệ mật thiết với lịch sử dựng quốc và là chốn thổi hồn cho tình yêu nước phát triển và thăng hoa. Thế kỷ thứ 16, cà phê theo quân viễn chinh Thổ Nhĩ Kỳ du nhập vào Hungary, đặt nền tảng đầu tiên cho sự hình thành định chế cà phê tại đây. Văn hóa cà phê trở nên phổ biến khi các quý tộc và sĩ quan quân đội Hungary công du tới Viên, tiếp xúc với hàng quán cà phê và đưa thói quen này trở về xã hội Hungary. Từ đó, cà phê và hàng quán cà phê dần phát triển, trở thành trung tâm của đời sống văn hóa, trí tuệ độc đáo tại Hungary theo một cách rất riêng. Quán cà phê thuần phong cách Hungary đầu tiên được mở vào năm 1714 tại thành phố Buda. Khác với những quán cà phê ồn ào tại Thổ Nhĩ Kỳ, quán cà phê tại Hungary hướng đến không gian thưởng lãm cho các thực khách, tạo sự thoải mái, cởi mở cho những cuộc hội họp, đàm thoại. Tại đây luôn có không gian cho những bộ môn trí tuệ như chơi cờ, billiard. Ngoài ra, trong suốt mùa hè, người ta sẽ mở các không gian sân vườn để thực khách có thể tận hưởng không gian uống cà phê ngoài trời và phục vụ kèm với đồ ngọt hoặc kem. Sức hút của các quán cà phê khiến việc thưởng lãm cà phê trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Hungary. Đến năm 1896, tại Hungary đã có hơn 500 quán cà phê. Trong 200 năm tiếp theo, văn hóa cà phê Hungary đạt đến kỷ nguyên tươi sáng nhất, với số lượng quán cà phê tại thủ đô tăng lên gấp 166 lần. Những quán cà phê như New York Coffee House, Pivac trở thành một trong những địa điểm của giới trí thức đàm thoại và tham gia đời sống văn hóa. Hàng quán cà phê lúc này gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt văn hóa xã hội của người Hungary. Đặc biệt trong những năm tháng không ngừng thay đổi của chính trị châu Âu, hàng quán cà phê đã trở thành điểm hoạt động lý tưởng của các trí thức yêu nước Hungary, phát xuất những phong trào cách mạng vĩ đại. Ngày nay, quán cà phê Pilvax được nhắc đến một cách đầy tự hào như là đại bản doanh của cuộc cách mạng dân tộc. Nó là chứng nhân lịch sử của những năm tháng tìm về tự do hào hùng của dân tộc Hungary. Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc họp bàn của giới thanh niên và trí thức PES về cuộc khởi nghĩa giành lại độc lập tự do cho dân tộc, để rồi ngày 15 tháng 3 năm 1848, bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Những năm 1867, Áo và Hungary liên kết hình thành đế chế Áo-Hung. Hai thủ đô được ví như song sinh của hai dân tộc là Viên và Budapest trở thành nơi văn hóa cà phê phát triển rực rỡ. Giai đoạn này, số lượng những quán cà phê tại Hungary tăng lên nhanh chóng, trở thành nơi chốn thường xuyên lui tới của giới nhà văn, nghệ sĩ, chính trị gia, đưa đến những tỉnh thức về nhân tình thế thái, là nguồn động năng căn cốt tạo nên xã hội cà phê. Nơi đây trở thành cái nôi của vô số vĩ nhân trên nhiều lĩnh vực văn học, nghệ thuật cho đến khoa học như Bartók, Monas, Arthur Koestler, Marcel Breuer, Leo Szilard.
vào cuối thế kỷ 19, một lần nữa hàng quán cà phê lại đóng vai trò chứng nhân lịch sử quan trọng khi là nơi khởi xuất của cách mạng văn hóa dân tộc Hungary. Từ quán cà phê Fumi, đoàn người biểu tình ủng hộ vị anh hùng dân tộc yêu nước Kossuth đã tiến đến nhà hát và rạp chiếu quốc gia yêu cầu tạm dừng các cuộc biểu diễn nhằm đòi tôn trọng sự đa dạng văn hóa dân tộc và tự do tôn giáo. Trải qua nhiều biến thiên đổi đời của các thể chế chính trị, những hàng quán cà phê vẫn tồn tại ở thành phố Budapest qua năm tháng, chứng kiến sự đổi thay của đất nước và lưu giữ tinh thần dân tộc. Giữa chốn thành thị ngày nay, vẫn phảng phất hào khí của những cuộc cách mạng vĩ đại trước đây, nhắc nhở người Hungary về một quá khứ đầy tự hào.